Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu xào được thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn ơi. Tô màu xong nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu xào được thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé.
Mẹ nhìn nó.